Đường Yên lộ mặt tiều tụy, sưng phù, biểu cảm cứng đơ như tượng sáp hậu sinh con. Mới đây, Trang Huy Hua đăng tải bài viết tiết lộ hình ảnh hậu trường chụp cho tạp chí của Đường Yên khiến nhiều người bất ngờ. Khác với hình ảnh thanh thoát, nhan sắc ngọt ngào không tì vết trước đây, Đường Yên khiến netizen hoàn hồn vì gương mặt sưng phù, thần thái tiều tụy, biểu cảm đơ cứng đến mức cựa gạo. Dân tình đều cảm thấy vô cùng bất ngờ trước hình ảnh khác lạ của Đường Yên vì sự thay đổi chóng mặt. Không biết vì lý do gì mà nàng mặc xanh lại xuống sắc nhường này. Những tấm hình hậu trường do Trang Huy Hua đăng tải hoàn toàn khác xa những tấm hình mà studio nữ diễn viên đăng tải trên mạng xã hội cách đây không lâu. Rõ ràng, những hình ảnh này đều đã được chỉnh sửa kỹ càng, bóc mặt thon gọn. Trang Huy Huy đặt dấu hỏi, phải chăng vì chăm sóc con cái và gia đình nhỏ mà Đường Yên bỏ bê sự nghiệp, không còn để tâm tới nhan sắc nữa hay không? Đã lâu không xuất hiện vì mải chuyện gia đình và con cái, nhưng mỗi lần xuất hiện, Đường Yên đều nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Tại sự kiện nhãn hàng diễn ra vào đầu tháng 5 vừa qua, bà xã La Tấn nhận lời mời tham dự sự kiện tuyên truyền tại Thượng Hải. Những hình ảnh do team qua đường chụp lại đã phần nào tiết lộ nhan sắc hiện tại của Đường Yên. Vậy nhưng, netizen lại đang than trời vì tạo hình mới của người đẹp bên nhau trọn đời. Thời gian gần đây, Đường Yên dường như trượng mốt để tóc lòa xòa, che phủ gương mặt khiến nhan sắc của cô nàng bị dìm đáng kể. Không chỉ vậy, gương mặt tròn trịa của Đường Yên cũng khiến cho nữ diễn viên trở nên khác lạ hơn, lộ cả khuyết điểm phần cằm khá dài. Dù rằng luôn nở nụ cười tươi rói nhưng chính mái tóc đã khiến visual của cô nàng bị trừ điểm đáng kể. Bên cạnh đó, mọi sự chú ý còn đổ dồn về đôi chân gầy guộc đến đáng lo ngại của Đường Yên. Trong một khung hình do netizen chia sẻ, bà xã La Tấn khiến các fan lo lắng vì đôi chân gầy như que củi. Hiện, netizen đều mong Đường Yên sớm lấy lại vóc dáng để quay trở lại với công việc. Bởi một ngôi sao vắng mặt quá lâu, rất dễ bị đàn em chiếm sóng, mất luôn chỗ đứng trong showbiz. Trong chương trình truyền hình cách đây không lâu, Đường Yên đã chia sẻ đôi chút về tổ ấm nhỏ của mình. Theo lời mỹ nhân phim Cẩm Tú Vị Ương, cô là người luôn cần an toàn, cảm giác này đầu tiên đến từ chính bản thân cô, sau đó là gia đình nhỏ. Nữ diễn viên thừa nhận chồng con mãi là chỗ dựa vững chắc nhất đối với mình. Sau khi sinh con đầu lòng, nữ minh tinh bận rộn đọc phim, dự sự kiện, tham gia các chương trình tập kỹ. Để có thể dành thời gian cho công việc, ông xã La Tấn đã hỗ trợ cô rất nhiều trong quá trình chăm sóc con gái bé bỏng của họ. Khi được hỏi, nam thần họ La được chấm bao nhiêu điểm với vai trò làm bố, Đường Yên không đưa ra con số cụ thể, mà chỉ kể rằng ông xã đã luôn trợ giúp cô một cách tận tâm. Việc sinh nở khiến tôi yếu đến mức không thể cử động được và chỉ có thể nằm một chỗ. Trong khoảng thời gian này, anh ấy đã chăm sóc em bé và suốt 2 ngày đầu dường như không ngủ vì tất bật chăm con suốt đêm, Đường Yên chia sẻ với ông xã. Từ sau khi trở thành một người cha, La Tấn thể hiện là một người tận tâm, có trách nhiệm. Nam diễn viên thường vội vã về nhà để thăm nom, chăm sóc con gái bất cứ khi nào anh có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả khi đi làm về mệt, ông bố nổi tiếng này cũng không ngại đưa con ra ngoài vui chơi. Đường Yên tâm sự vợ chồng cô lần đầu làm cha mẹ nên chưa có nhiều kinh nghiệm, cả hai cùng học hỏi, thực hành trong suốt quá trình nuôi dạy con. Nhắc đến con gái nhỏ, Đường Yên cho biết bé có sở thích đa dạng, điều quan trọng nhất chính là cả nhà dành thời gian cho nhau, cùng chơi với nhau mới là điều quan trọng nhất. Nữ diễn viên đình đám tiết lộ, điều thay đổi lớn nhất sau khi làm mẹ là cô ưu tiên dành nhiều thứ tốt đẹp cho con thay vì tập trung nhiều hơn cho công việc như trước đây. Đường Yên, La Tấn là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi từng đóng chung nhiều phim như Loạn thế gia nhân, Nữ đặc công X, Người tình Kim Cương, Cẩm Tú Vị Ương, Quy Khứ Lai, rồi về chung nhà vào năm 2018. Đến cuối năm 2020, Đường Yên sinh con gái đầu lòng, hạnh phúc viên mãn của Đường Yên khiến nhiều người ngưỡng mộ tình yêu ngọt ngào, không dính một chút thị phi của họ, chính là mơ ước của nhiều đồng nghiệp trong giới.